quan cảnh sát điều tra công an huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng là Hoàng Văn Phong, Nguyễn Hữu Phong cùng chú xã Tam Quang huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam và Lê Hồng Danh chú tại thành phố Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 30 tháng 4, ba đối tượng trên cùng nhóm bạn ngồi uống cà phê tại quán cà phê Thức thuộc xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam thì gặp nhóm bạn của Trần Minh Vương, chú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này ba đối tượng trên đã dùng tay và ghế đánh vào đầu, mặt của Vương khiến Vương bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.